Cùng mình đi cho lợn ăn nha. Chào tất cả mọi người, mình là Bơ La đây. Hôm nay thì chỗ mình nắng rồi mọi người ạ. Bây giờ thì cũng là 5 giờ chiều rồi và mình sẽ đi cho mấy con lợn nhà mình ăn nha. Mấy con lợn nhà mình thì ăn bột ngô nấu chín với cả thân cây chuối nha mọi người. Trước thì nhà mình có tận một đàn tận mười mấy con cơ, nhưng mà bây giờ thì ít rồi, mổ hết cho Tết với cả mổ ăn hết rồi mọi người ạ. Nên là chỉ còn mấy con này thôi. Nuôi mấy con ít ít như này thì đỡ vất vả hơn, nhưng mà đổi lại thì mình lại ít lợn rồi mọi người ạ. Mấy con này thì ăn tầm 2-3 thùng gì đấy thôi. Nhà mình thì chủ yếu là cho con lợn ăn cây chuối, mùa này thì ăn cây chuối. Còn cái mùa mưa kia thì nó sẽ có rau khoai lang cho ăn nha mọi người. Và đây là con chó nhà mình nha, một em bé chó cực kỳ đáng yêu luôn. Hoàng hôn chỗ mình đây nha mọi người ơi, mặt trời sắp lặn xuống rồi. Bây giờ thì sẽ cho cái bột chấu này để cho con lợn uống hết cái nước này nha mọi người ơi. Cho lợn ăn xong rồi thì đi về nhà nấu buổi tối thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé.